Nếu bạn có nhu cầu hoặc refi từ vận may, chất lượng uy tín giá rẻ, hãy đến với shop mrkitff.vn. Đường link thì Kit để dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo nha. Bây giờ thì cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ cho Kit nè. Hello, xin chào mọi người, lại là Kit đây. Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với video ngày hôm nay của Kit ha. Đã lâu rồi chúng ta không có gặp nhau, thì Kit hy vọng là mọi người vẫn khỏe mạnh, vẫn vui vẻ ha. Và hy vọng là cái công việc cũng như việc học của mọi người hiện tại vẫn đang trôi chảy và tốt đẹp ha. Bữa nay thì Kit làm video cho mọi người xem một cái video về giải trí vui vẻ thôi. Kit sẽ làm về những cái top tài khoản nó độc, nó lạ để cho mọi người xem tiêu khiển một chút xíu ha. Những cái tài khoản mà rất là kỳ lạ luôn mọi người, rất là bí ẩn luôn. Kit thấy là cái kênh của mình á, dạo này thì cũng có khá là nhiều bạn mới vô xem á. Những cái bạn mới chơi game cũng khá là nhiều. Còn những cái bạn mà cũ hồi xưa vào xem Kit nè, kêu là dạo này các bạn bắn cũng hay quá trời quá đất rồi, nên là các bạn vô game chơi không ai bắn lại hết trơn á, nên là các bạn bắn hoài cũng chán à. Rồi ok, nó đùa thôi mọi người ha. Bây giờ Kit sẽ vào video cho mọi người xem đây. Kit sẽ show cho mọi người xem cái tài khoản đầu tiên ha. Một cái tài khoản mà phải nói là rất rất là đặc biệt luôn. Các bạn xem số ID này nha, 100001. Đây là ID 8 số và đây là cái ID đầu tiên ở trong refi được tạo ra đó mọi người. Các bạn cũng biết là game refi của mình bây giờ cũng đã có hàng trăm triệu tài khoản được tạo ra rồi, hàng trăm triệu người chơi rồi. Nhưng mà chắc là các bạn cũng không biết ai là người chơi đầu tiên trong refi đó không nào. Đó chính là cái tài khoản ở đây mọi người. Tài khoản có số 1 đây nè. Bạn này có tên là Haro ha. Một cái người chơi phải nói là đặc biệt nhất ở trong refi và cũng là cái người chơi may mắn nhất ở trong refi của mình luôn. Khi mà được tạo ra đầu tiên ở trong refi, phải nói đây là đứa con cưng của Ghana đó mọi người. Cái người được sinh ra đầu tiên ha. Một cái đại siêu huynh của chúng ta. Không biết ông này bắn thế nào, nhưng mà các bạn thoạt nhìn á là bạn này mới có cấp 54 thôi. Và bạn này tên là Haro mọi người ha, Haro. Và các bạn thấy là cái số trận nè, tất cả số trận luôn, thì nó chỉ vỏn vẹn có vài trăm trận thôi. Có nghĩa là bạn này vô game mục đích chơi có nghĩa chắc là vô để mà kết bạn, rồi mình chat chít với nhau thôi, hay là mua sắm những cái đồ ở trong DeFi đó để mà siêu tầm thôi. Chứ thấy bạn này có cả M740 mảng xà, rồi bộ đồ khủng long nữa. Nói chung tài khoản này khá độc ha mọi người ha. Đó, chưa hết đâu ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tài khoản thứ hai đây. Tài khoản thứ hai này là một tài khoản đặc biệt không kém luôn. Đây chính là người anh em kế bên của cái bạn Haro lúc nãy. Các bạn thấy số ID không? 100002. Thì đây chính là cái người chơi thứ hai ở trong refi mình đó mọi người. Haro và bạn Chrono này là hai người đầu tiên rất là may mắn luôn được đặt chân vào trong game refi của mình, được trải nghiệm refi từ những cái ngày đầu tiên luôn mọi người ha. Thì các bạn thấy là cái hạt này vẫn còn đang chơi ha, mặc dù là mặc đồ boss nè, nhưng mà cầm cái cây XM8 nâng cấp mọi người ha. Này là đúng là siêu giả boss đó mọi người, cấp độ 100 này, mà thấy không, cái level của ông này là cấp 100 nè. Đó, do là cái người chơi thứ hai ở trong refi, thì chơi đến nay thì cũng đã qua rất là nhiều năm rồi, nên là bắn nhiều trận thì lên cấp nhiều, lên cấp max level thì Kit nghĩ là nó cũng đúng đấy. Không biết thì bao giờ có cái cấp 101, 102 mọi người ha. Để xem là cái ông này bên trong ổng có cái gì đặc biệt ha. Sinh tồn hay là xếp hàng tư chiến thì cũng không có leo mọi người ha. Ông này sao bắn có 130 trận mà ông lên được cấp 100 nè mọi người. Trời, lạ mọi người, quá độc lạ luôn. Đấy, các bạn thấy ghê chưa? Chưa bắn được 130 trận nữa mà đã lên cấp 100 rồi. Các bạn xem này, một cái ông thứ ba ha. Ông này có tên là Monticalo. Ông này đặc biệt hơn cái ông hồi nãy là ông được cấp 99 mà ông được 99.999 like. Ông này thì số ID của ông là 570 nè, 632899 ha. Bạn nào muốn kết bạn thì có thể là mình chuyển qua bên server Ấn Độ ha, để mà kết bạn với ông này, tại vì ông này ông chơi bên server Ấn Độ. Các bạn nhìn kỹ vô cái tài khoản của ông này nè, sẽ có rất là nhiều số 9 ở đây luôn. Level 99 mà được 99.999 like. Rồi ông này á còn được 9 mùa rang huyền thoại nữa. Và nhìn qua cái số thẻ vô cực á thì mọi người cũng thấy là ổng đang cố gắng sưu tầm số thẻ vô cực là 3 số 3 nè và 3 số 4. Rất là nhiều mùa là được 333 và 44 luôn. Đấy, nhưng mà nó cũng không được full mọi người ha, không được đều. Đây các bạn xem nè. Số mùa rang xếp hạng sinh tồn thì cũng được 9 mùa.
Còn Tư Chiến thì mới được có 1 mùa thôi. Nói chung là ông này là chuyên gia về đấu sinh tồn ha. Ông này cũng là một cái KOL bên Ấn Độ mọi người ha. Đây, kính chào mọi người xem ở trong cái màn nhện nè. Siêu khủng luôn. Ông này là ông có gần 200.000 kill rồi nha mọi người. Đâu có đâu, kích cộng lại là khoảng gần 170.000 kill thôi. Cũng còn khoảng tầm 30.000 kill nữa là được 200.000 kill rồi. Rất là khủng luôn ha. Rồi, ok, bây giờ thì Kit sẽ chuyển qua cái ID tiếp theo cho mọi người xem đây. Một ID mà phải nói là rất đặc biệt và nó cũng không kém cạnh 3 ID đầu tiên. Các bạn xem, các bạn sẽ cảm thấy bất ngờ đấy. Bạn này á có tên là Kaito Star và cái số ID á là 10000087, tức là số ID được tạo ra thứ 87 ở trong Refi của mình. Người chơi có số thứ tự là 87 mọi người ha. Bạn này thì mới chỉ có cấp 31 thôi, nhưng mà đây được xem là một trong những người chơi giàu nhất ở trong DeFi của mình luôn. Các bạn thấy số thẻ vô cực không? Mỗi một mùa đều hơn 20.000 thẻ vô cực. Một mùa hơn 20.000 thẻ vô cực mọi người ha. Và nếu như mà các bạn cộng số thẻ vô cực từ mùa số 1 đó, đến tận bây giờ, thì bạn này đã mua rất là nhiều thẻ vô cực và được xếp vào top 3 người giàu nhất ở trong DeFi của mình. Vì số thẻ vô cực rất là nhiều luôn. Một trong những người chơi mà nạp rất là nhiều tiền vào chỉ để mua thẻ vô cực thôi. Rất đặc biệt đó mọi người. Ông này á thì được so sánh với là cái ông mà bên Indo đấy. Nhiều người còn nói là ông còn giàu hơn cả cái ông kia nữa. Nhưng mà Kit thì chưa kiểm chứng cái điều này. Các bạn hãy xem TikTok của ông này là Kaito Store này, .official. Thì ông này đang bán gì đó trên đó Kit cũng chưa nghiên cứu nữa. Mọi người hãy lên xem ha. Rồi, ok. Bây giờ thì Kit sẽ cho mọi người xem qua một cái ID thứ 5 ở trong video ngày hôm nay. ID này á thì cô bạn có tên là Hi chấm hỏi gì đó. Do ký tự đặc biệt nên là Kit cũng không đọc được. Thì ID của bạn này á là 41414141. 4 lần 41 mọi người ha, một cái số ID lặp lại rất là đẹp luôn. Thì bạn này hiện tại đang chơi bên server là Thái Lan. Thường thì những cái ID như vậy á, nếu mà bán ra, các bạn bán ra kiếm người bán ra thì sẽ được rất là nhiều tiền luôn. Ví dụ như ở trong cái shop của Kit cũng đang thu mua những cái tài khoản có số ID đẹp như vậy nè. Các bạn lưu ý là ID đẹp nha, ID đẹp, tài khoản đẹp thì mua mới có giá lượng. Thì shop của Kit có thể mua lại khoảng tầm từ 20 đến 30 triệu một tài khoản như vậy. Đấy, không cần phải ạc nhiều tiền đâu, chỉ cần số ID đẹp là được nha mọi người ha. Rồi, bây giờ để Kit cho mọi người xem qua cái mạng nhận tổng quan của ông này để xem là ông chơi như thế nào ha. Ông này thì Kit thấy là ổng chơi cũng đâu đó tầm tầm hơn 3.000 trận chút xíu thôi. Bắn cũng khá là ít trận mọi người. Chơi ít hơn cả Kit nữa. Mùa này bắn được vài chục trận thôi. Và hạ gục thì Tư Chiến nè, hạ gục được 6.566 lần hạ gục. Và cái tỷ lệ headshot thì cũng mới có 25% à. Nói chung là cái người chơi trung bình mọi người ha. Rồi, bây giờ thì Kit sẽ lướt sang cái ID số 6 cho mọi người xem nè. Thì ông này có tên là Alok mọi người. Và hiện tại là cấp 73. Thì ông này được like rất là nhiều luôn. Được 99.999 like rồi. Ở đây các bạn nào đang xem video này của Kit mà được 100.000 like không ta? Được 100.000 like thì nhắn cho Kit nha. Kit thưởng cho vài chục kim cương. Nó đùa thôi mọi người ha. Thì thực ra những cái số ID mà các bạn thấy là có ID đẹp nè, rồi số like đẹp nè, cấp max level nè, thì những cái tài khoản này á thì các bạn có thể là đem đi bán để kiếm tiền á. Nói chung là chơi refi của mình nè, có nhiều cách để mà các bạn kiếm tiền lắm. Kiếm tiền mà thật luôn đó mọi người ha. Có thể là mình cài ạc nè, rồi mình cài răng cho người ta thuê nè, cũng kiếm được tiền á. Cái thấy là có nhiều bạn cũng cài răng thuê để kiếm tiền. Nên là muốn kiếm tiền thì nó cũng dễ lắm mọi người. Ông này cũng bắn quá trời trận luôn nè mọi người. Bắn giết quá trời kill luôn. Mùa này á thì ổng chơi được có 561 trận thôi mà giết được 6.328 kill rồi. Rồi, bắn hay dữ vậy. Mạng nhện rất là đẹp mọi người ha. Cái mạng nhện các bạn thấy là nó gần vàng hết 5 nhánh luôn nè. Nhìn rất là đẹp luôn, nó full viền ngoài luôn. Còn Tử Chiến thì hôm nay chơi được gần 50.000 trận rồi mà mới giết được có 21.000 kill thôi. Tỷ lệ hạ gục khá thấp mọi người ha. Rồi, mình lướt qua ông đó đi. Chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cái ông thứ 7 trong video ngày hôm nay. Thì ông này là một người chơi đến từ server nước ngoài, hình như là Trung Quốc hay Hàn Quốc gì đó. Cái thấy là có chữ Hàn Quốc nè. Thì số ID của ông này á rất là đẹp mọi người. 34 34 34 và 34. Số ID này á mà đem đi bán là có tiền đó mọi người. Số ID này có tiền nè, nhìn ID là biết có tiền rồi đó. Ông này thì mới có cấp 57 thôi và thẻ vô cực thì cũng được có mấy mùa.
Rồi, ok, thì chắc là video của Kid ngày hôm nay là cũng sẽ dừng lại ở đây thôi mọi người ha. Các bạn xem video này mà cảm thấy là giải trí nè, tiêu khiển và mình tìm được cái gì đó nó thú vị ở trong Free Fire thì mọi người có thể là cho Kid xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi Kid ha. Và Kid sẽ cố gắng làm sao để có nhiều video hơn cho mọi người xem trong thời gian sắp tới ha. Cái này là Kid sẽ cố gắng thôi chứ Kid cũng không có hứa với mọi người á. Nhưng mà lần này Kid sẽ quyết tâm hơn để làm nhiều video hơn cho mọi người xem ha. Rồi, thì chắc là Kid sẽ tạm biệt mọi người ở đây thôi ha. Và Kid chúc tất cả mọi người xem video này có một cái ngày thật là vui. Bây giờ thì bye bye thôi.